Hôm qua 10 tháng 9, phần hội trong lễ hội Nghinh Ông Tháng Tam Vũng Tàu năm 2022 đã chính thức diễn ra với nhiều hoạt động vừa đậm sắc truyền thống vừa hiện đại tại khu vực bãi trước, bờ kè biển Cáp Treo, công viên Quang Trung bãi trước và cột cờ bãi sau. Ở lần tổ chức lễ hội Nghinh Ông năm 2022, thành phố Vũng Tàu đã làm mới và tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi, phần hội. Các trò chơi dân gian có hội thi câu cá, đan lưới, cờ caro trên cát, kéo co, nhảy sạp, thu hút hơn 500 lượt vận động viên của 17 phường xã tham gia và đông đảo người dân Vũng Tàu, du khách đến cổ vũ. Rất vui và hạnh phúc khi tham gia trò chơi này, được chơi chung với những người biết chơi, thấy rất vui. Năm nay điểm nhấn của phần hội là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức giải đua xe mô hình điều khiển từ xa VRC trên cúp Vũng Tàu Challenger. Giải có sự tham gia của 14 tỉnh thành trong cả nước với 70 đội thi tranh tài. Mình thấy là lần đầu tiên thành phố tổ chức cho một cái giải đua này, là mình thấy là cái giải đua này rất là hoành tráng, công tác chuẩn bị rất tốt. Phần thi trong các hoạt động thì mỗi hoạt động đều có một cách thu hút khán giả, lượng khán giả khác nhau. Trong đó đặc biệt là giải đua xe mô hình điều khiển từ xa VRC tranh cúp Vũng Tàu Server 2022. Đây là một giải thi đấu đường phố sẽ thu hút rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Cái thứ hai là cái mô hình mà nhà văn hóa trung tâm văn hóa cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố giao trong cái lễ hội Nghinh Ông, đó là dãy sạp, cũng là một cái hoạt động mới để làm sao thu hút khách du lịch cũng như các vận động viên tham gia cùng vui chơi. Các hoạt động của phần hội góp phần đưa lễ hội Nghinh Ông Tháng Tam trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, qua đó quảng bá hình ảnh thành phố biển thân thiện mến khách đến với du khách trong và ngoài nước. Tiếp nối các hoạt động trong phần hội, lễ Nghinh Ông Tháng Tam 2022 vào ngày 11 tháng 9 sẽ diễn ra phần lễ chính với nghi thức Nghinh Ông trên biển, diễu hành trên bộ, cúng dỗ tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ. Phần hội cũng tiếp tục với cuộc thi ảnh photo marathon, khoảnh khắc lễ hội Nghinh Ông, hội thả diều nghệ thuật, vẽ tranh, thư pháp chữ Việt,